chi là mình để ý là có ở trong chú giải liệt kê lại là có khoảng 11 chi pháp ha. Đăng chi là có 11 chi được sắp xếp theo thứ tự là chi 1, chi 2, chi 3, chi 4, chi 5 cho đến chi thứ 11. Đó là chương 2 pháp, chương 3 pháp, chương 4 pháp, 5 pháp là mình chi đó. Là 11 chi đầy đủ. Chương 11 pháp thôi, 11 chi. Hôm nay mình học là chi đầu tiên đi. Thì trong đây chú giải có đề cập một cái câu kệ là ná quá túc tá tá tàn ý biên xá túc tá tá tàn ý xá tá tá biên nhà tá túc tàn ý hồn tí yên cũng ta là lá mê. Có nghĩa là trong tăng chi ấy, thì nãy là nói chung chú giải là được cái nếu mà mình đọc được đó là ở trong đó tổng kết lại có nhiều khi đó là giải thích có nhiều khi là tổng kết giống như ở trong đây là có một cái câu kệ là tổng kết cho chúng ta rõ ràng đó là nãy như là gồm có 11 chi từ chi 1 đến chi 11 và tổng cộng có khoảng 9.557 bài kinh đó, 9.557 bài kinh thì trong chú giải có tổng hợp lại gồm có 11 chi và 9.557 bài kinh giống như nữ sắc mình tính là một bài nè, đoạn truyền cái là mình tính là một bài đó thì gồm là có 11 chi pháp và 9.557 bài kinh. Thì trong những cái chi 11 chi đó thì sẽ bắt đầu trùng tụng lại cái chi thứ nhất, bắt đầu từ chi thứ nhất và cái chi và trong tất cả những cái bài kinh mà thuộc chi thứ nhất á, là sẽ trùng tụng cái bài kinh là giống như là Xét Tà Rí Già Đà Na Túc, nghĩa là xâm chiếm tâm á. Cái bài kinh này là mình có thể một hiểu một cách khác là bài kinh này là xâm chiếm tâm nè, mình thấy không, xâm chiếm tâm đó. Thì cái chữ mà giờ mình học bắt đầu từ tôi nghe như vậy ha, thì tôi ở đây mình nên biết á, là ở đây là nếu mà kết hợp tạng kinh á, nếu mà trùng tụng tạng kinh thì mình biết tôi ở đây á, có nghĩa là Ngài Ananda. Còn nếu mà trùng tụng tạng luật á, mà tôi nghe như vậy hay là tôi á, thì ở đó là mình nên biết là Ngài Upali đó. Thì cái câu mà tôi nghe như vậy á, là mình biết là trong cái thời kỳ mà được xảy ra trong khoảng thời gian là kỳ kết hợp tam tạng lần thứ nhất là trùng tụng tam tạng lần thứ nhất đó. Thì ở đây có nói một cái câu là tà ba nê tà ba tham ma ma tiền vị trí túng mình có láo quy là tin ni già đi ra ni cái giác tha cát tha giá à đi ní với tha đi ta ta ma ta ta tha với tha đi ta nó về này quá quy đi tập bà. Nghĩa là cái phần mà nói về trùng tụng kết tập tâm tạng lần thứ nhất á, là đã ở đây nó là đã được mở rộng ở trong chú giải trường bộ rồi, nghĩa là cái kinh là Su Mang Cái Láo Quy là Sini đã được mở rộng ở nơi đó rồi, cho nên ở đây là không có mở rộng nữa, tại vì mình học ở đây là tăng chi là giống như theo thứ tự là trường bộ trung bộ tương ưng tăng chi, thì tăng chi là cái Nikaya Nikaya thứ tư đó, bởi vậy ở đây là không có nói lại nữa cái phần mà trùng tụng tam tạng lần thứ nhất nữa, mà đã nói ở chú giải trường bộ đã được mở rộng ở đó rồi, nên ở đây chỉ cần biết là theo cái cách mở rộng như đã mở rộng ở trường bộ chú giải. Thì ai mà muốn quan tâm về vấn đề trùng tụng thì cái lớp trường bộ sư có giảng chú giải phần đó thì cũng đang nói về cái phần kết tập tam tạng người thứ nhất. Giờ cái chữ ai quăng mê xuất thăng, giờ cái chữ mà tôi nghe như vậy này, ba cái này là cái chữ đó thôi, mà trong chú giải ở đây là giải thích tới một trang hai trang, một trang hai trang ba trang bốn trang năm trang sáu trang năm trang rưỡi thôi, cái chữ mà tôi nghe như vậy thôi đó, mà ở trong chú giải là giải thích theo cách hiểu, có nhiều cách hiểu thì giải thích khoảng 5,5 trang rưỡi Pali rồi. Thì đây sư cũng giống như thế này là cái lớp mình là lớp học chứ không phải là lớp nghe pháp thôi, cho nên có gì mình học được thì sư sẽ cố gắng
giảng một cách dễ hiểu những cái gì mà nói chung là giảng giải, mà cái câu tôi nghe như vậy mà dựa trên ngữ pháp thì cái đó sư lướt qua, còn nếu mà giảng giải mà một cái cách mà có thể dễ hiểu thì mình nên học, mình học để sau này mà mình cũng biết. Thì cái chữ mà tôi nghe như vậy á, mình giờ mình chỉ học với tôi nghe như vậy thôi, còn cái bài kinh mà một thầy chú lại mấy cái này đó là khoảng mấy ngày nữa mình mới nghe mới học. Giờ trước mắt là mình học cái chữ tôi nghe như vậy thì giờ chữ này mình nên tách ra làm ba, tôi là một, nghe là hai, và như vậy là ba. Thì giờ cái chữ mà như vậy nè, mình học cái chữ như vậy trước, thì cái chữ như vậy á ở trong đây có đề cập là ba mù ba đề ta tam ba hành tánh ná gara hành ná vô sanh năm ba tam ba cái gà ha à cà lá ni đa ta ná ni đa ta nào quá đà ra là đi anh này cách tháp ba bê đo, có nghĩa là cái chữ mà như vậy á nó sẽ tùy theo những cái bài kinh mà nó sẽ có nghĩa khác, giống như tùy theo những cái ngữ cảnh, những cái trường hợp mà nó sẽ có cái nghĩa khác. Giống như nó sẽ có nghĩa đầu tiên đó là chữ như vậy là có nghĩa là mang tính chất là so sánh. Upama mang tính chất là so sánh. Mình đi hai có gì kim sư ha. Cái nghĩa thứ nhất là mang tính chất là so sánh. Cái nghĩa thứ hai là mang tính chất là chỉ dẫn, hướng dẫn. Giống như là dạy dỗ, dạy hướng dẫn á. Còn cái nghĩa thứ ba là mang tính chất là khen ngợi tán khen khen ngợi tán thán, hoan hỷ khen ngợi tán thán. Cái nghĩa thứ tư là mang tính chất là chê trách phỉ báng. Cái nghĩa thứ năm là wasana tamatekga ha, là có nghĩa là giống như là lắng nghe. Hoặc là thọ trì đó, mình hiểu như cũng được lắng nghe hoặc là thọ trì hoặc là thừa nhận cái câu nói cũng được. Cái nghĩa nữa là cái nghĩa thứ bảy là có tính chất là hình thức cách thức, hình thức cách thức. Cái nghĩa thứ tám là tính chất là Nidatana, có nghĩa là hướng dẫn á, hướng dẫn người khác làm theo đó, hướng dẫn hoặc là chỉ bảo, mình dịch là chỉ bảo cũng được. Còn cái nghĩa cuối cùng á là cái nghĩa là nhấn mạnh đó, thì giờ sư sẽ cho cái ví dụ dẫn chứng tùy lúc mà mình sẽ hiểu cái chữ như vậy nó có tính chất là so sánh vân vân đó, mình sẽ học. Thì giờ giống như cái câu là giống như giờ mình học cái nghĩa đầu tiên là gì, giờ chú Thuận nói từng cái nghĩa thứ nhất là nghĩa gì, giờ mình học từng cái. Dạ thưa sư, con nghe nghĩa thứ nhất là nghĩa so sánh thưa sư. Nghĩa so sánh không, này giống như giờ cái câu này nè, như từ một đống hoa nhiều chàng hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử phải làm nhiều việc lành đó. Thì ở đây mình thấy là có chữ là vậy, cũng vậy, như vậy đó, thì đây là mang tính chất so sánh không, mình thấy là giống như là khi mà mình được tái sanh làm người á thì mình phải làm nhiều việc lành, giống như là từ một đống hoa mà nhiều chàng hoa được làm vậy đó. Đó ở đây là khi mà nếu như vậy, khi mà được tái sanh làm người thì phải nên làm nhiều việc thiện, phải nên làm nhiều việc lành. Thì ở đây là mình thấy là mang tính chất là so sánh ha. Đó, thì cái nghĩa thứ nhất là mang tính chất là so sánh. Đó, thì cái đó là ví dụ. Ê quan giả tề ná mê sê ná các tập bằng của ta làng bá hổm này nằm trong hấp cú. Hấp cú phẩm hoa. Rồi, giờ cái nghĩa thứ hai là gì? Tập sư. Dạ, thưa sư, con nhớ là nghĩa dạy dỗ và hướng dẫn. Không có ghi lại ha, giống như Dạ, trong cái dạ câu con là vừa ghi lại thưa sư, con đọc thấy là nghĩa dạy dỗ và hướng dẫn ạ. Còn con nghe là sư đọc hai lần cái phần đó ạ. giống như ở trong cái câu nói là ê ê quan tê
cá mí táp bằng e quan tê với cái cá mí táp bằng giống như dạy nè, cần phải đi ra như vậy, cần phải đi tới như vậy, cần phải bước lui như vậy. Giống như trong cái trường hợp là Đức Phật dạy này cái tỷ kheo thiện nam tín nữ đó vân vân, thì ở dưới là có câu là cần phải bước tới như vậy, cần phải bước lui như vậy. Thì cái chữ như vậy này trong cái trường hợp này là mình đã hiểu là mang tính chất là dạy dỗ, dạy dỗ, dạy bảo, hướng dẫn đó, đó hướng dẫn dạy dỗ. Còn cái nghĩa thứ ba, dạ thưa sư, là nghĩa hoan hỷ, khen ngợi, tán thán. Có nghĩa là mình tán thán như trong tăng chi á, tăng chi có một cái câu là e quá mê tàn bơ ga qua e quá mê tàn tú gách tú gách ta, có nghĩa là bạch Đức Thế Tôn, lời nói của Đức Thế Tôn là như vậy, bạch Đức Thiện Thệ, lời nói của Đức Thế Tôn là như vậy, lời dạy của Đức Thế Tôn là như vậy, như vậy. Thì cái chữ như vậy trong trường hợp đó mình phải hiểu là nó có mang tính chất là khen ngợi, giống như tán thán. Giống như khi mà mình nghe Đức Phật thuyết rồi nó giống như theo đúng như cái lời mà mình hiểu, mình hoan hỷ, thật ra là như vậy, thật là như vậy. Thì cái đó là mang cái trong trường hợp là hoan hỷ, mình tán thán đó. Rồi nhờ cái trường hợp thứ tư. Dạ, nghĩa thứ tư là nghĩa chê trách phỉ báng. Nè, nhờ nghĩa chê trách phỉ báng là hiểu như ơi, trong câu là Bali có nói là ê quá mê quần bên này vàng có tên lý với tầm mềm hoạt tới tầm mềm hoạt tá tá mùng đá tá tầm nát tá quanh ngàn bà tới tí, nghĩa là như vậy này là cái kẻ hạ tiện này ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời nào cũng đi tán dương ân đức của vị sa môn độc trọc đó. Thì cái này là mang cái tính chất là chê trách, giống như giờ mình đọc cái câu này đi. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại ra chán ra há đi, lúc bấy giờ nữ bà la môn, vợ của một bà la môn thuộc dòng họ bà đã đoà giá có lòng tính thành đó thuộc pháp tăng. Rồi bà nữ bà la môn này trong khi bưng cơm cho bà la môn thuộc dòng họ thì hứng khởi thốt lên ba lời cảm hứng đảnh lễ Đức Thế Tôn một a la hán chánh đẳng giác. Được nghe như vậy, bà la môn thuộc dòng họ giống như ông chồng nói với nữ bà la môn như vậy trong mọi thời mọi dịp mọi nơi. Kẻ hạ tiện này nói lời tán thán bị sa môn chọc đầu, này kẻ hạ tiện kia ta sẽ luận phá bậc đạo sư của ngươi đó. Thì trong trường hợp này cái chữ như vậy á, như vậy này mình hiểu là gì, mang tính chất gì? Mang tính chất là chê trách, giống như ông bà la môn chê trách là cái bà hạ tiện này lúc nào cũng khen ân đức của vị sa môn độc chọc hết đó. Thì cái đó là mang ý nghĩa chê trách. Rồi giờ cái nghĩa thứ năm. Dạ, nghĩa thứ năm là lắng nghe, thọ trì, thừa nhận câu nói. Giống như có câu là ê quan bàn tê tí cô tê bét cu với gói tô bí sắc tô tồn à đi tú quá sân ná tà mát tách ca hề. Có nghĩa là cái câu này dịch ra là gì? Thật vậy, thật là như vậy, bạch Đức Thế Tôn. Khi đó các vị tỳ kheo vân lắng nghe lời dạy của Đức Thế Tôn. Giống như khi mà cái câu này rất là nhiều trong cái kinh điển, giống như bữa mình hay học đó, mình cũng gặp nhiều, như Đức Thế Tôn gọi này các tỷ kheo rồi xong mà các vị tỷ kheo thưa vâng bạch Đức Thế Tôn, các tỷ kheo đáp lại lời Đức Thế Tôn đó. Câu này rất là nhiều, câu này là câu mở đầu, câu mở đầu khi mà Đức Thế Tôn muốn thuyết một cái lời pháp nào đến với các vị tỷ kheo là Đức Thế Tôn gọi này các tỷ kheo, thì khi đó các vị tỷ kheo vâng đáp bạch Đức, vâng đáp Đức Thế Tôn. Khi đó các vị lắng nghe lời giải Đức Thế Tôn. Hiểu câu này là chữ như vậy trong cái trường hợp là lắng nghe thọ trì, giống như là lắng nghe lời dạy của Đức Thế Tôn. Rồi cái câu tiếp. Dạ, câu số 6 là nghĩa hình thức, cách thức. Giống như có câu là Ewan Bia Kho Aham Bande Bhagavata Dhamma Dettita Zanami. Giống như là trong trường hợp này câu này dịch là gì? Bạch Đức Thế Tôn, hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn là như vậy, có hình thức như vậy. Giống như là hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn có hình thức như vậy, như vậy. Đó thì cái chữ như vậy trong trường hợp đó là mình có mang tính chất là có hình thức, cách thức.
hiểu bằng cái hình thức như vậy, hiểu bằng cái cách thức như vậy. Đó, cái nghĩa là nghĩa rồi tiếp tục. Nghĩa thứ À, tám. dạ thưa con nghe là nghĩa kế tiếp lặp lại nghĩa số 2 là nghĩa hướng dẫn người khác làm theo, thì không biết Giống là như cái này nó chỉ nghĩa khác bảo, không ạ? nè, giờ giống như Dạ trong có đề cập một cái câu là ê hí toàn mà nó quá cá về nó tâm này về nó tâm no anh anh đo tin ba tiền gami ba tiền gami tro máu xin này nó tâm nan anh đang à, cũng như câu này cũng dài, giờ dịch ra tiếng Việt đi. À, giống như mình thấy nè, thanh niên Bà La Môn xuống phá, tôi đi giáo bút tá gọi một thanh niên Bà La Môn khác, này thanh niên Bà La Môn hãy đi đến chỗ Sa Môn Ananda ở thay mặt ta hỏi thăm. Sa Môn có ít bệnh, ít não, khinh nan, khí lực an ổn. Thanh niên Bà La Môn hỏi thăm tôn giả Ananda có ít bệnh hơn và nói thêm hân hạnh thay nếu tôn giả có lòng từ mẫn đến chú xứ của thanh niên xú phá. Ở cái vị sứ giả này nè, vị này mới tôn giả xin vâng. Đó, thanh viên Bà La Môn vâng lời rồi xong rồi mới đến chỗ đại đức của đến chỗ của đại đức Ananda thì mới bạch lại là thanh niên Bà La Môn hỏi thăm tôn giả Ananda ít bệnh sinh an khí lực an ổn hơn hạnh thay nếu tôn giả Ananda có lòng từ mẫn chú xá của thanh niên Bà La Môn đến chú xá và thanh niên Bà La Môn thì cái chữ mà đâu có chữ ê quan có đề hí à. Nãy giờ mình thấy cái chữ như vậy nằm đâu ta? Ê quyên xá qua đề hí bút sách tí tí tôn giả xin vân à, thì cái khi mà xin vân á, mà nói giống như là thưa vân á, xin vân hoặc là như vậy đó thì cái trong trường hợp á, cái chữ mà như vậy á, là mình nên hiểu là mang tính chất chỉ bảo. Như mình thấy là cái ông xú phá này ổng kêu ông này tới, ông kêu ông Bà La Môn trẻ này tới ngài Ananda hãy làm như vậy, thì ông này bạch như vậy, thì trong trường hợp này mình hiểu cái chữ mà như vậy á là theo cái nghĩa mang tính chất là gì, có nghĩa là chỉ bảo, chỉ bảo Nidatana đó. Thì nói chung cái này á, cái câu chuyện mà xuất phá này á, cũng có liên quan đến cái vấn đề là giống như kỳ kết tập tam tạng lần thứ nhất vậy đó. Đó, thì cái câu này cái bài kinh này là của ngài Ananda thuyết cho ông Bà La Môn, thì giống như là này, mình thấy cái đoạn này ông này thanh niên nay không phải thời vì hôm nay tôi vừa mới uống thuốc ngày mai tôi sẽ đến vừa hợp thời hợp nghi đó, có nghĩa là cái bài kinh này phát sanh mình để ý cái thời gian của bài kinh này nha, có nghĩa là bài kinh này phát sanh sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, có nghĩa là vì hôm nay tôi vừa mới uống thuốc, có nghĩa là ở đây trong chú giải mà có sự liên hệ là cái gì, ngài Ananda vừa mới uống thuốc sổ do giống như khi mà Đức Phật vừa nhập Niết Bàn đó, thì ngài có giống như là đứng nhiều với ngồi nhiều giống như là một cái trong một cái an nghi rất là nhiều cho nên ngài vừa uống thuốc sổ, bởi vậy hôm nay ngài nói là ngày mai tôi sẽ đến vừa hợp thời hợp nghi, hôm nay là không phải là thời đó, có nghĩa là cái bài kinh này đó mình nắm cái thời gian đó là biết đó là thuyết sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Và các giống như là đã làm những cái việc giống như là lễ trà tỳ rồi cúng dường xá lợi rồi thiêu đốt hương sát rồi sau đó là đến khi là ngài Ananda ngài về ngài về Rajagaha ngài thời về Sawatthi chứ, có nghĩa là Đức Phật mà biết bạn thì mình biết là ở thành Kusinara ha đó, khi mà dọn dẹp này nọ hết rồi các vị mỗi vị đi về một hướng giống như ngài Mahakasapa thì cùng với tăng đoàn đi về Rajagaha để trùng tụng tam tạng lần thứ nhất, còn ngài Ananda thì ngài muốn đi về Sawatthi. Khi đó có loạt mà sư có nói là ngài đem y bát của Đức Thế Tôn á, rồi ngài đi về thành Sawatthi rồi đi đến đâu ngài cũng thấy cư sĩ khóc rồi ngài cũng đau buồn ngài cũng khóc đó, thì do là trong cái vấn đề này là ngài vừa về Sawatthi rồi ngài có cái sự là trong một oai nghi nó lâu dài á cho nên ngài mới uống thuốc, thì
mình hiểu cái bài kinh này là có sau khi mà bài kinh này là mình biết là ngài ngài Ananda ngài thuyết nha, không phải ngài Ananda giống như là liên hệ đến ngài Ananda ngài nói lại thôi đó. Đó, có nghĩa là bài kinh này là Đức Phật đã niết bàn rồi đó. Thì cái đó là cái nghĩa chỉ dẫn đó, sẵn đó sư nói luôn cho mọi người có sự thêm sự hiểu biết nhiều. Còn giờ là tiếp nghĩa cuối cùng. Dạ, thưa sư, nghĩa cuối cùng là nghĩa nhấn mạnh. Ừ. Giống như nghĩa nhấn mạnh ở đây là trong chú giải có đề cập là tàng kỳ mình nhạc thác là ma ý mê đam ma cú là hoa ác cú là hoa tí ác cú là bàn tê. Như ngài nghĩ là ngài nói với mấy cái ông mà ngồi Kalama này, cái ông Kalama các ông nghĩ như thế nào, cái này là thiện hay bất thiện đó, thì có sự nhấn mạnh là các ông hãy hiểu như thế nào về cái pháp này là thiện hay bất thiện, thì khi đó các vị trả lời là bất thiện đó. À, đáng chê chắc, đáng chê chắc hay là không đáng chê thì làm sao trên đáng chê đang là đáng lẽ là có tội hay không có tội. À, giống như ở đây là Bali là Tà Wisda và anh nào Wisda này chắc do đánh máy gì. Ở trên là đáng chê hay không đáng chê này là có tội hay không có tội nha, ở dưới là có tội à, bị người trí quả trách hay không bị người trí quả trách thì bị người trí quả trách nha. Đó. À, nếu thực hiện thành tựu thực hiện thì đưa đến bất hạnh đau khổ hay không hay đây là như thế nào, thì khi đó mấy người Kalama mới trả lời là nếu mà được thực hiện Bạch Thế Tôn thì sẽ đưa đến bất hạnh khổ đau đối với chúng con là như vậy. Thì trong cái trường hợp này á, là nghĩa là mang cái chữ mà như vậy là mang cái nghĩa là ở đây đối với chúng con là vậy, thì cái chữ là vậy nè, như vậy là như vậy, thì cái chữ này á, là mang ý nghĩa là nhấn mạnh. Đó thì nãy giờ là còn rất là nhiều ý nghĩa nhưng mà trong chú giải là chỉ đưa ra những cái ý nghĩa đó thôi. Rồi sau đó cái cách này là cái cách mà giảng theo chú giải, như là trong cái chữ này chữ này trong cái bài kinh này nên được hiểu như thế nào, thì trước tiên là sẽ đưa nhiều cái ý nghĩa, sau đó sẽ kết luận là trong cái bài kinh này mình nên hiểu cái ý nghĩa là như vậy. Giống như cái đó là sư đã từng giống như là trong cái lớp nào sư đã từng dạy ta, trung bộ trung ngân á, hình như cái lớp trung ngân sư cũng dạy rồi, cái phần đầu á, cái phần đầu như là cái ý nghĩa nó rất là nhiều và mình nên dạy cái nào, mình nên hiểu trong cái trường hợp nào. Thì nãy giờ là vừa đưa ra nhiều cái ví dụ, nhiều cái trường hợp, thì trong cái chữ A quan mà giờ mình trở về cái bài kinh đầu ha. Thì cái chữ mà như vậy á là mình hiểu theo trong cái trường hợp ba cái trường hợp, thứ nhất là cách thức, thứ hai là chỉ dẫn, thứ ba là nhấn mạnh. Đó, mình nên hiểu theo ba cái trường hợp đó. Giờ ở trong đây sẽ giải tiếp là tại sao lại chọn ba cái trường hợp này. Những cái hồi nãy là không có chọn ha, thì chỉ là chọn cái thứ nhất là nghĩa theo cái cách thức, hình thức, thứ hai là chỉ dẫn, thứ ba là sự nhấn mạnh. Thì đây có nói câu là nàng nàng nó giá ní bu nàng nê kít già ta há ta bút thành nàng át tha tiên sa nàng ta mình nàng quý quý đá và tí hà đi vàng ta má ta mát tha đê ta nà bất tí quê đá tam bi ràng ta bá ta ta nàng ta cá ta cá bà ta nú ru bá to tô ta bà tha mà gít sàn tàng ta ta bá quá tô quá sa nàng ta bá bá cà rè ná cô ta mát tho vinh nhà trồm. Nghĩa là hiểu theo cái giờ sư đang giảng cái phần cái đầu tiên là cách thức thể thức, cách thức hình thức ha. Nghĩa là ngài Ananda ngài muốn trình bày đó, giống như giáo pháp về dạy của Đức Thế Tôn á, truyền đến tai của tất cả chúng sanh là tùy theo cái ngôn ngữ của họ, ngôn ngữ của chính bản thân họ, ngài thuyết đi với truyền đến tai của cái tất cả chúng sanh có cái sự thâm sâu về chứng ngộ, về thuyết giảng, về ý nghĩa, về pháp đầy đủ nghĩa và văn có giống như ý nghĩa sâu diệu. Ý là cái câu này là đại loại mình hiểu là vậy nè, nghĩa là ngài muốn trình bày là giáo pháp của cái lời dạy của Đức Thế Tôn rất là thâm sâu, có nghĩa là tùy theo chúng sanh, tùy theo cái căn cơ trình độ của chúng sanh mà Đức Thế Tôn thuyết giảng
cái pháp của Đức Thế Tôn, và nghĩa văn ở đây ngữ pháp là tất cả đều được thành tựu một cách tốt đẹp đó, có cái sự thâm sâu, thì ai mà có thể hiểu được hết. Giống như là hồi nãy có nói là cách thức, có nghĩa là ngài Ananda, ngài là chỉ có thể trình bày lại cái chữ như vậy theo cái cách là giống như là có rất là nhiều cách thức, nhưng mà tôi chỉ trình bày một cách thức cho các vị thôi. Giống như ngài có nói là cô tám ách thô binh nhà tồn, ai có thể mà lãnh hội hết tất cả những cái cách thức mà được Đức Thế Tôn thuyết đó. Ở đây á, ngài chỉ tháp bát thà mề ná bánh ná tu cú cà mát tàn sánh lét bí, có nghĩa là ở đây á, ngài chỉ giảng trong rất là nhiều cách thức nhưng mà ngài chỉ giảng một cái cách thức thôi, chủ yếu là để sanh làm sanh khởi cái sự muốn nghe pháp. Giống như với cái tất cả mà cái khả năng của ngài, ngài chỉ muốn là sanh khởi cái sự nghe pháp đến cho tất cả chúng sanh thôi, cho nên ngài mới trình bày là theo một cách thể thức, theo một cách thức như vậy, theo một cái hình thức như vậy. Đó, giống như Đức Phật thuyết rất là nhiều phương cách, bằng rất là nhiều phương thức, nhiều cách thức. Đó, nhưng mà ai có thể mà lãnh hội được hết, có thể trình bày lại được hết, ngài chỉ có thể trình bày được trong một vấn đề là tôi nghe như vậy, tôi nghe như vậy, trong một cách thức thôi, cho nên ngài nói là tôi nghe như vậy. Cái phần đầu sư nói mọi người rõ không? Ai rõ bấm số 1 thì sư. Dạ, con thấy từ từ Cẩm Phương, Minh Trai, dạ, một vị tên là Pháp Thiện, nhà Phi Yến, Diệu Trân cũng là ghi số 1 thật sự. Vậy là hay thấy rồi thầy. Nói chung cái chữ mà tôi nghe như vậy á, trong đây giảng rất là nhiều cách thức mà sư cố gắng sư giảng cho mọi người hiểu rồi. Nói chung cái bài kinh nào á, mà tất cả các bài kinh nào mà mình gặp cái chữ mà tôi nghe như vậy á, là những cái gì mà sư giảng giống như hôm nay hoặc là vài bữa nữa là nó trong chú giải, là những cái bài kinh đó cũng giảng lại như vậy thôi, chú giải cũng giảng lại như vậy thôi, giống như lặp lại thôi, thì mình chỉ cần hiểu một nơi thôi thì tất cả các nơi khác là mình hiểu theo cách như vậy. Còn cái nghĩa thứ hai là cái nghĩa mà chỉ dẫn, chỉ ra, đưa ra, thì đây ngài nói là nà hàng tà dầm bù ná mà dạ ý đăng tích xí ca tàng ta nà bí mô xình to ê quan mê trú tàng mà dạ bí qua ê quan trú tàng ta nếu ta tàng ta làm trú tàng ta tê tí. Ở đây có nghĩa là ngài muốn trình bày á, có nghĩa là ngài muốn nói á, và sư giảng trước cái phần dễ hiểu trước rồi sư dịch ha. Có nghĩa là ý ở đây muốn nói là ngài nói là những cái lời mà tôi nghe cái chữ như vậy là tôi nghe là được được tôi nghe lại từ Đức Thế Tôn, không phải là do tôi tự biết, hoặc là không phải do tôi, những cái pháp này không phải do tôi tự chứng ngộ mà tôi thuyết, mà cái này là ngài ý là chỉ ra, có nghĩa là ngài chỉ ra rằng cái này là Đức Thế Tôn thuyết, là không phải là tôi thuyết. Bởi vậy ở đây là muốn gì? Thoát bản thân ngài thoát khỏi, mà thoát khỏi đây thoát khỏi là gì, thoát khỏi cái sự khen ngợi từ người khác. Giống như giờ mình nói dụ cái bài pháp này mình thấy hay quá, mình nghe mình hay quá, mình khen cái vị 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 thuyết, nhưng mà ngài Ananda ngài nói là khi mà khen ngợi cái vị thuyết á, giống như mình nói khen ngợi vị thuyết, thì ngài muốn ngài thoát khỏi cái sự khen ngợi đó, mà ngài chỉ ra đây là Đức Thế Tôn thuyết chứ không phải tôi thuyết đó. Rồi bởi vậy đây có nói là nà hàng tà dầm bù, không phải tự do tôi biết, na mà giải đàn tích sứ ca tràng, cái pháp này không phải do tôi tự chứng ngộ. Anh ta nàng Parimo Sinh To, ngài muốn thoát khỏi bản thân, có nghĩa là thoát khỏi cái sự khen ngợi từ người khác, cho nên ngài mới nói là cái này là được tôi nghe như vậy nha, cái này là tôi nghe như vậy. Thì tất cả các bài kinh á, mình nên hiểu theo cách là chỉ dẫn như vậy, có nghĩa là trong kinh nào mà có chữ tôi nghe như vậy là mình nên hiểu là tất cả cái đó là không phải ngài, mặc dù cái này là trùng tụng, là mình biết trong cái trường hợp này trùng tụng là mình biết ai trùng tụng. Ngài Ananda ngài trình trùng tụng, nhưng mà ngài nói là cái này không phải do ngài, mà ngài chỉ ra là cái này là Đức Phật, tôi chỉ nghe lại thôi, tất cả các kinh là ngài đều chỉ ra tất cả các kinh luôn, có nghĩa là của Đức Phật đó, ngài chỉ nghe lại thôi đó. Thì trong trường hợp đó thì cái này rất là hay ha. Để tránh cái trường hợp mình cái này sư giảng ngoài lời thôi ha, giống như mình phải học theo cái tánh của ngài Ananda.
giống như giờ sẽ nói dụ vậy, có một số như mình thuyết pháp hay quá, mình thuyết pháp hay quá được người ta khen ngợi, được hội chúng khen ngợi, nói ồ sư thuyết pháp hay quá, nhưng mà mình nhận cái đó là mình sai, mình nhận cái đó là như là mình một dạng là kẻ cấp lớn, kẻ chậm cấp lớn. Nghĩa là những cái điều mà mình thuyết á, là mình học lại từ Đức Phật. Nghĩa là khi mà người ta nói là ồ sư thuyết pháp hay quá, cái đó mình phải biết rằng á, là những cái đó là tôi học từ lời dạy Đức Phật, tôi thuyết lại cho mọi người nghe, chứ cái này không phải pháp của tôi. Tại vì pháp mà mình thuyết á, là giống như mình đề cập cái này, trong này chuông bộ tăng chi chuông ngân, thì tất cả là đều là của Đức Phật, không có nào mà của mình á, mình không thể nào mà có thể thuyết được như vậy. Thì bởi vậy khi mà người ta khen á, là mình phải nói rằng à, cái này là à, tôi học lại từ lời dạy Đức Phật, cái này là Đức Phật thuyết đó. Đó. Thì cái đó là mình nên học học ngài Ananda trong cái trường hợp như vậy. Đó, như có một số như thấy người ta khen hồi sư thuyết pháp hay quá, sư thuyết pháp hay quá, cái này chưa hay quá, nó cái mình tự mình nhận không, nghĩa đó là không được. Thì cái là cái nghĩa là chỉ dẫn ha, chỉ ra là Đức Thế Tôn thuyết. Còn cái nghĩa thứ ba là sự nhấn mạnh. Ở đây á, nó quá ở đây có đề cập là gì? Sự nhấn mạnh ở đây á, là ngài nói ngài để mà giống như là giống như giờ sư nói dụ cái bài kinh này đi, một thời Thế Tôn chú giống như là ta không thấy một tiếng nào khác này, cái bị keo xâm chiếm ngự trị tâm người đàn ông như tiếng người đàn bà. Thì cái này á, là ngài muốn làm sanh khởi cái sự nghe của chúng sanh, như là làm sanh khởi sự nghe, là nghĩa là khi mà người là mong muốn người khác nghe pháp đi, thì khi đó ngài giống như là ngài bày tỏ là cái sự là cái khả năng ghi nhận của ngài, ngài bày tỏ cái khả năng ghi nhớ của ngài, thì ngài mới nói là tôi nghe như vậy. Có nghĩa là khi mà mình trong cái trường hợp gì đó mình bày tỏ cái khả năng ghi nhớ của mình, thì mình mới trình bày là tôi nghe như vậy. Mà thật vậy, giống như trong trong giờ dưỡng chứng ha, giống như ở đây có đề cập là gì, tê tá đê gàng bái khu ê má má tà quá cà nàng bái khu nàng bái khu tà nàng giá đi đà anan đo tá tí mạnh tà nàng giá tí mạnh tà nàng đi tí mạnh tà nàng u bách thật tà nàng giá đi đà anan đo tí ê quang bái quá tà. Có nghĩa là Đức Thế Tôn này đã từng khen lại ngài Ananda về năm cái tối thắng, năm cái trường hợp tối thắng, thì cái này cũng nằm trong tăng chi phẩm một chi thôi, năm thắng. Và ngài Xá Lợi Phất ở đây là có nói ngài là tướng quân chánh pháp, ngài cũng đã từng khen ngài Ananda đó. Thì ý là ngài muốn bày tỏ là à, tôi có khả năng ghi nhớ, thì giống như là Đức Phật ngài Đức Phật cũng đã từng cho ngài trong cái vương vị là cái phong vị là tối thắng. Ngài ngài Xá Lợi Phất ngài cũng Đức ngài Xá Lợi Phất cũng từng khen ngài Ananda về cái phương diện là ghi nhớ đó. Bởi vậy ngài muốn bày tỏ là tôi có cái khả năng ghi nhớ nè đó, để khi mà mình nghe như vậy mình có sự tin tưởng, và mình có sự giống như gọi là mình muốn nghe, mình muốn đọc một cái bài kinh gì nó phải có cái sự vững chắc chắc chắn, thì khi đó mới làm sanh khởi được cái tâm muốn đọc, tâm muốn nghe của người khác chứ, đúng không? Thì khi mà ngài muốn trình bày tôi có khả năng nghe vậy, thì những cái lời mà tôi nói là tôi nghe từ Đức Phật đó. Khi mà nghe như vậy mình mới có sự hoan hỷ, mình mới có tâm mà muốn học pháp, muốn nghe là dạy Đức Phật dạy, mình hiểu nôm na là như vậy ha. Thì ở đây là Đức Phật dạy là trong các vị tỳ kheo đệ tử của ta được nghe nhiều này, cái tỳ kheo tối thắng là Ananda nghe nhiều học rộng á, mình hiểu đây giống như là bậc đa văn á. Thì đây mình khi mà mình đọc cái câu này á, mình này sẵn sư giải cái bài kinh này theo chú giải luôn ha, trong các vị đệ tử của ta được nghe nhiều này, cái tỳ kheo tối thắng là ngài Ananda, có nghĩa là theo qua mình đọc cái câu này á, là mình cứ nghĩ là à, trong các vị đệ tử của ta mà ngài trong tức các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Thế Tôn thì chỉ có ngài Ananda là nghe nhiều, không phải. Mình phải hiểu theo cái bài kinh là có nghĩa là giảng giải là có nghĩa là ở trong giáo pháp này có rất là nhiều vị trưởng lão đa văn, có rất là nhiều vị trưởng lão là có chánh niệm, có đầy đủ niệm, có rất nhiều vị trưởng lão có cái trí tuệ, có rất nhiều vị trưởng lão có sự nỗ lực, có rất nhiều vị trưởng lão về cái phương diện là chăm sóc phục vụ đó. Nhưng mà ngài Ananda là ngài thuộc dạng là
học lời dạy Đức Phật. Ngài được có danh hiệu là bảo tàng, giống như là vị giữ giữ gìn kho tàng chánh pháp trong giáo pháp của Đức Phật vậy đó. Bởi vậy mới nói ngài Ananda trong cái phương diện là đa văn, có nghĩa là trong tất cả các vị tỳ kheo đệ tử đa văn, mình phải thêm chữ đa văn, giống như trong tất cả các vị tỳ kheo đệ tử đa văn của ngài á, của Đức Phật á, thì ngài Ananda là xuất chúng về cái đa văn hơn so với các vị còn lại đó, mình hiểu gì đó. Thì cái đó là cái đầu tiên ha. Ở đây có nói là ngài Ananda là cái danh hiệu Vanda Karika, là cái danh hiệu là giữ gìn kho tàng chánh pháp. Cái này dành cho những cái vị đa văn mới có cái danh hiệu là Vanda Karika. Thì cái đó là trong cái phương diện là đa văn. Còn cái vị mà trong các đầy đủ ức niệm ở đây á, ức niệm á, là mình phải hiểu là cái sự ghi nhớ. Mà ghi nhớ ở đây á, là mình phải hiểu là ghi nhớ lời dạy của Đức Phật nha. Giống như ở đây mình đừng có hiểu là chánh niệm hay là gì. Chánh niệm thì đương nhiên mình phải biết đó là ngài Ananda, ngài chỉ là bậc thánh nhập lưu thôi. Thì cái việc mà giữ niệm đối với ngài so với các vị nhập nhất lai bất lai A-la-hán thì sao bằng được đó, mình phải hiểu vậy. Chứ mình đừng có nghĩ là ở đây ức niệm là chánh niệm, là ngài Ananda được trong cái tối thắng là anh là chánh niệm phải, nghĩa là trong các vị tỳ kheo, trong tất cả các vị đệ tử tỳ kheo mà có cái sự ghi nhớ lời dạy của Đức Phật á, thì trong tất cả các vị đệ tử đó thì ngài Ananda là tối thắng về cái vấn đề là ngài ghi nhớ lời dạy của Đức Phật đó. Bởi vậy trong đây chú giải mới giải thích là ý mắt tê quá xá thê rách tá bút đáo xanh là cái tòa trà rá nát cá tách tí, là có chữ là đà rán nát cá tách tí y nhảy thiên thề rề hí bá la quát ta là á hồ tí, có nghĩa là ngài Nan Đà có rất là nhiều vị đệ tử về cái vấn đề là ghi nhớ lời dạy của Đức Thế Tôn, nhưng mà ngài Nan Đà là thuộc dạng là nổi trội hơn, mạnh mẽ hơn về cái khả năng là nghe nhiều, về cái khả năng mà ghi nhớ nhiều lời dạy của Đức Phật. Bởi vậy mình hiểu cái chữ mà ức niệm ở đây có nghĩa là sự ghi nhớ lời dạy của Đức Phật ha. Thì như vậy thì mình mới thấy là đúng. Ghi nhớ về lời dạy của Đức Phật thì không có ai mà ra qua ngài Ananda. Bởi vậy ngài là tối thắng. Còn cái nghĩa cái thứ ba là đầy đủ cử chỉ tốt đẹp. Ở đây mình nên hiểu theo chú giải giải thích là có nghĩa là cái trí tuệ để hiểu lời dạy Đức Phật, cái trí tuệ giống như ở đây có đề cập là gì, á giá mê quá xài giá tâm mà ê cá ba đề thách qua tách thí ba đá tát tà ní ga nành to tách thà là cách thí tá ní giá mê nê quá tát bá ba đà ní già là tí tát tà mà gách tí mạnh thành nạn á go nà má già to, có nghĩa là ngài Ananda trong một cái oai nghi ấy, ngài có thể ghi nhận thuộc được 60.000 câu câu kệ, thì và ngài có khả năng là hiểu biết tất cả các câu kệ với cái cách thức như vậy, với cái trí tuệ như vậy, ngài có thể hiểu biết cái lời mà Đức Phật dạy đó. Mình phải hiểu ở đây là trí tuệ hiểu biết được lời Đức Phật dạy đó, chứ không phải là cử chỉ tốt đẹp ha. Rồi cái thứ tư là đầy đủ sự kiên trì tối thắng. Ở đây á, là có chú giải là tách tê quá xà với tấm má to bút đáo xanh nàng út giá ná quy cái vàng tí xà giá ná quý diên xá đã ná quý diên xá tách thú ú bách thành nào quý diên xá y nghe hí tá đi tá đi tàng ở họ tí, có nghĩa là về cái phương diện là nỗ lực đó, giống như là ngài học, ngài có sự nỗ lực trong cái việc học lời dạy Đức Phật, ngài có việc có cái sự nỗ lực trong cái việc đọc tụng lời dạy Đức Phật, ngài có sự nỗ lực trong cái việc là ghi nhớ lời dạy Đức Phật, ngài có sự nỗ lực trong cái việc là chăm sóc Đức Phật, có nghĩa là đang nói về cái sự nỗ lực. Thì có rất là trong giáo pháp này, có trong các vị đệ tử trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta mà về phương diện là nỗ lực, giống như nỗ lực trong cái việc học pháp, nỗ lực trong cái việc đọc tụng pháp, nỗ lực trong cái việc ghi nhớ pháp, nỗ lực trong cái việc chăm sóc nhà Đức Phật, thì ngài A Nan La là tối thắng về cái phương diện nỗ lực đó, mình hiểu vậy ha. Còn cái phương diện là trong cái thị giả đó.
Thị giả thì có rất là nhiều vị thị thị giả ở, như suy nhớ trong có liệt kê trong Tăng Chi á, Tăng Chi có rất là nhiều thị giả, ở trong đó có liệt kê vị nào thì ở đây có chú giải là tất thà cái tà u bách thá hành to xê tá ná y nhê tà u bách thắc cà bách khu nà u bách thà nà cà đề ná u bách thách tí, có nghĩa là cái sự mà chăm sóc phục vụ của ngài Nân Đà không có giống với những cái sự phục vụ của những người khác, giống như có một số vị phục vụ Đức Thế Tôn mới, nhưng mà phục vụ trong một thời gian rất là ngắn, không có phục vụ trong thời gian dài, giống như là phục vụ trong một thời gian ngắn xong rồi xin như thế này như thế nọ, không có phục vụ ngài nữa, hoặc là có một số vị khi mà phục vụ nhưng mà không có hiểu ý của lời hiểu ý của ngài. Rồi còn ngài Ananda á là ngài từ cái khi mà từ cái lúc mà được cái được gọi là trở thành một vị thị giả, từ cái ngày đó trở đi thì ngài rất là tinh tấn, ngài rất là nỗ lực, ngài hiểu ý Đức Phật mà ngài chăm sóc Đức Phật, ngài phục vụ Đức Phật, bởi vậy cho nên Đức Thế Tôn ngài mới nói là trong các vị đệ tử mà tỳ kheo của ta mà về phương diện thị giả, có nghĩa là mình hiểu là có rất là nhiều thị giả trong giáo pháp của Đức Thế Tôn nhưng mà tối thắng là ngài Ananda. Thì đó là mình hiểu là trong trường hợp này ha. Giống như giờ nói ví dụ trong nhiều vị thì khi đó có một vị tối thắng thì cái vị tối thắng đó mới có sự chất lượng chứ, còn nếu mà trong tất cả các vị mà không có vị nào về cái phương diện đó mà mình tối thắng thì nó cũng đâu có gì mà để nói, nó mình phải hiểu vậy đó. Bởi vậy ở đây câu này mình nên hiểu là trong các vị đệ tử của ta mà về nghe nhiều á thì ngài Nanda là tối thắng, trong tất cả các vị đệ tử của ta mà về ghi nhớ lời dạy Đức Phật đó, thì ngài Nanda là tối thắng, trong các vị đệ tử của ta mà có trí tuệ mà hiểu biết được lời dạy Đức Phật đó, thì ngài Nanda là tối thắng, trong tất cả các vị mà nỗ lực trong cái việc học pháp, nỗ lực trong cái việc đọc tụng pháp, nỗ lực trong cái việc ghi nhớ pháp, nỗ lực trong cái việc chăm sóc phục vụ Đức Thế Tôn mà, thì ngài Nanda là tối thắng. Trong trong các vị đệ tử mà của ta mà về thị giả thì tối thắng là ngài Nanda đó, thì cái đó là chú giải của bài kinh. Thì đây á, là ngài ở cái câu, giờ quay lại cái vấn đề hồi nãy, có nghĩa là cái vấn đề mà nhấn mạnh á, nhấn mạnh á, giống như là ngài bày tỏ cái khả năng ghi nhớ của ngài để làm sanh khởi cái sự muốn nghe muốn học pháp của các chúng sanh đó, cho nên ngài nó trình bày như vậy, tôi nghe như vậy. Thì cái đó là cái về ngài ngài về Đức Phật khen, về Đức Phật. Còn một cái nữa là để đâu còn giờ ngài ngài Xá Lợi Phất là tướng quân chánh pháp, ngài khen nè: chúng tôi tin rằng tôn giả Ananda thành tựu năm pháp, tôn giả Ananda thiện xảo về nghĩa, tôn giả Ananda thiện xảo về pháp, tôn giả Ananda thiện xảo về văn phú, tôn giả Ananda thiện xảo về phương ngữ, tôn giả Ananda thiện xảo về liên hệ chú sao. Thì cái này là cái lời khen ngợi của ngài Xá Lợi Phất dành cho ngài Ananda. Bởi vậy khi mà mình thấy là trong giáo pháp này á, một vị là pháp vương pháp chủ đi, còn một vị là tướng quân chánh pháp, mà hai vị này mà khen ngài thì có nghĩa là cái ghi nhận ghi nhớ của ngài là có khả năng rất là tuyệt vời. Bởi vậy khi mà mình ngài có trình bày là tôi được nghe như vậy, thì khi mà mình học á, khi mà mình học mình thấy cái chữ như vậy có nghĩa là mình tin tưởng chắc chắn rằng ngài Ananda ngài có khả năng ngài trùng tụng lại những lời Đức Phật dạy là không có sự thiếu mà cũng không có sự dư, có nghĩa là ngài nghe như sao ngài trùng tụng lại giống như vậy đó. Bởi vậy ở đây có nói là gì, để làm sanh khởi cái người cái sự muốn nghe đối với tất cả chúng sanh, thì ê quăng lê tú tang tiên sát khó tha to và bi sa to và anu ná ma ná đi kè ê quá mê quá ná y nhất thà đất pháp bàn. Có nghĩa là ngài trình bày như vậy đó, nghĩa là để mình thấy là về ngữ về về nghĩa và về văn, văn ở đây mình nên hiểu là ngữ pháp cũng được, về nghĩa mà về và về ngữ pháp là không có sự thiếu mà cũng không có sự dư, có nghĩa là Đức Phật thuyết sao là ngài trình bày giống như vậy, mình nên hiểu là như vậy chứ mình đừng có hiểu theo một cái cách khác đó, ý ý là như vậy. Nãy giờ sư giảng giải ba cái trường hợp là
thứ nhất là cách thức, thứ hai là chỉ dẫn, thứ ba là nhấn mạnh, mọi người hiểu hết thì mọi người hiểu hết nữa, có gì còn không thì sư giảng lại, hiểu bấm số 1 sư. Đó. Nghĩa là khi mà mình thấy cái chữ như vậy là mình khi mà thấy cái chữ như vậy là mình yên tâm. Tại vì mình phải biết cái khả năng của Ngài, ngay cả Đức Phật là bậc Pháp chủ, bậc Pháp vương mà Ngài còn khe đặt Ngài trong năm năm cái sự tối thắng. Còn Ngài Xá Lợi Phất là tướng quân chánh pháp mà Ngài còn khen ngợi, thì mình phải tin tưởng là cái sự ghi nhận, cái khả năng ghi nhận của Ngài Ananda thật sự rất là vi diệu. Cho nên khi mà cái chữ như vậy là mình phải mình tin hoàn toàn tuyệt đối. Bởi vậy những cái mà sau ấy người ta không thấy một sắc nào này, cái tỳ kheo xâm chiếm này nọ, giống như từ cái này mà trở xuống về sau mình biết là rõ ràng là cái này là Phật ngôn, có nghĩa là Ngài trình bày lại thôi, cái này là Phật ngôn. Bởi vì khi đó mình cứ an tâm mà mình học. Đó là cái về cái đó là ê quan là như vậy. Cái đó chưa chưa hết một cách nữa, còn nhiều cách nữa. Giờ đến cái chữ tôi. Thì cái chữ tôi này như những vị mà học ngữ pháp thì khi mà sư giảng thì chắc hiểu. Giống như cái chữ mê, ê quan mê, cái chữ mê là đợt trước học ngữ pháp Bali thì có nhiều vị sẽ biết là nó nằm ở ngôi thứ ba, thứ tư, thứ sáu. Ngôi thứ ba có nghĩa là sở dụng cách, ngôi thứ tư là xuất xứ cách, ngôi thứ sáu là sở thuộc cách. Thì cái trường hợp này chữ mê, cái chữ tôi nó sẽ có ba trường hợp. Giống như khi mà nói về cái vấn đề là ta không có hưởng thọ vị tụng hát kệ chú, có nghĩa là ở đây là thầy hiểu trong cái trường hợp là sở sử dụng cách, có nghĩa là cái vật thật, cái thực phẩm mà nó phát sanh từ cái việc mà kệ chú là ta không có hưởng thọ, thì trong trường hợp này mình hiểu nó là sử dụng cách. Còn cái trường hợp thứ hai nữa là hiểu nó theo cái trường hợp là xuất xứ cách, có nghĩa là có một cái câu á, tà đú mê bành tê bất qua tàn khét tề ná đa mang đê tê trú, có nghĩa là kính bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn từ thuyết giảng giáo pháp một cách ngắn gọn đến cho con. Thì cái chữ mà đến cho con, đến đến con, thì cái chữ đến con nó là thuộc về xứ xuất xứ cách. Còn trong cái trường hợp mà hiểu nó sở thuộc cách là gì, là có trong Trung Bộ có ghi cái câu là gì, đâm má đà già đà mê bét tha quê có quá khá kinh thừa tự pháp, nghĩa là này cái tỳ kheo hãy là người thừa tự pháp của ta, có nghĩa trong trường hợp này là sở thuộc cách, nghĩa là của ta, của tôi đó, hãy 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 là người thừa tự pháp của tôi. Thì trong chữ mê đó, chữ tôi mà nãy tôi nghe như vậy thì nó có ba trường hợp. Thì trong ba trường hợp này á, mình hiểu là nó chỉ hiểu hai trường hợp thôi, giống như là hiểu trường hợp sử dụng cách và hiểu trường hợp sở thuộc cách. Giờ sư cho ví dụ như là cái chữ mà tôi nghe như vậy đi, nếu mà hiểu theo chữ sử dụng cách là như hiểu cái bài pháp này được tôi nghe như vậy, cái bài pháp này được tôi nghe như vậy, thì cái đó hiểu cho trường hợp sử dụng cách. Còn nếu mà hiểu theo trường hợp sở thuộc cách có nghĩa là gì, cái sự nghe của tôi là như vậy, sự nghe của tôi là như vậy, thì cái đó hiểu trong cái trường hợp sở thuộc cách. Đó. Sự nghe của tôi là như vậy. Đó. Còn cái trường hợp mà tôi được nghe như vậy, cái lời nói được tôi nghe như vậy, đó thì cái đó là sử dụng cách. Thì cái đó trong trường hợp là cái chữ mê. Rồi giờ cái đó là chữ mê xong ha.
Giờ giải thích cái chữ sú tăng là chữ nghe. Thôi vậy cũng hơi nhiều à. Trước mắt là mình học trước vậy đi, mình học từ từ thôi, cái này mình học từ từ thôi. Giống như học từ từ cái mình hiểu rồi mình nghe lại nghe nhiều cái. Khi mà mình thuộc mình biết được một cái chỗ này á, mình hiểu được cái chỗ này như vậy á, là mình đi cái bài kinh nào mà mình thấy cái chữ tôi nghe như vậy mình cũng hiểu theo cách như vậy, nó mang lại cái kiến thức cho mình. Vậy trước mắt mình học tới đây thôi ha. Dạ, chúng con kính tri ân sư ạ. Kế tiếp là tiếp đồng ngữ nha, tiếp đồng ngữ với sau sẽ thích. Dạ, thưa sư, hôm nay đến đây là dừng. Con xin phép Ừ. học cảm hứng. Dạ. Dạ, cái hồi hướng chi thiên. Akasatha, Chapumatha, Dewanaka, Mahitika, Punyano Anumodantu Chira Rakhantu Sasanang Akasatha Chabamatha Dewanaka Mahitika Punyano Anumodantu Chira Rakhantu Nongkaru Akasatha Chabamatha Dewanaka Mahitika Punyano Anumodantu Chira Rakhantu Nyatayo Akasatha Chabamatha Dewanaka Mahitika Punyano Anumodantu Chira Rakhantu Akasatha Chabhumatha Dewanaga Mahitika Punyano Anumodantu Chirang Rakhantu Nosada Idang Nonya Tinang Hontu Sukita Hontu Nya Tayo Idang Nonya Tinang Hontu Sukita Hontu Nya Tayo Idang Nonya Tinang Hontu Sukita Hontu Nya Tayo Idang Watame Punyang Asawa Kaya Wahang Hontu Anagate Idang mê phun nhang nipanasa pachayo hotu buddha sasanang chirang tithatu saru. Dạ con kính đảnh lễ và con kính tri ân là dạy của sư nguyện cho sư quý chư tăng quý phật tử quý hành chúng luôn được an vui saru. Thầy sư đừng có nói là dạy của sư, đơn Dạ giản dạ ý con rút kinh nghiệm rồi thưa sư. giảng là dạy là những gì mà sư được học từ Đức Phật với chú giải thôi, chứ không phải nào của sư hết. Dạ, chúng con sẽ ghi nhớ. Dạ, xa rừng, xa rừng, xa rừng. Dạ, con xin phép được tắt tâm tối này. Dạ.